Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Nani Official của mình nha. Chu cha tô bánh canh này 100 cành, có nên ăn không ta? Chuyện là mấy bữa trước mình có lên chỉ cho bé Na học bài, nên được gì mình mua cho tô bánh canh này nè. Nghe giá cái hốt hồn luôn đó trời. 100 cành, trời ơi, để xem có gì nha. Được 3 con tôm hơi bự bự, một cái trứng cút và 3 cục cua cục cục gì nè. Với lại ít nấm nhưng mà mình không ăn nấm nên mình xớt bớt qua cho dì mình rồi. Má ơi, cái tô này 100 cành đấy. Lúc trước dịch thì dì mình có dắt mình đi ăn vài lần, tầm 70-80 một tô. Nhưng mà dì mình toàn kêu là tô 100 nghìn không à. Tại vì cho kêu người ta lấy cua cục cục á, ăn nó mới đã. Còn mà tô 70-80 á thì cua dụng dụng không à. Mà mình không biết là dì mình kêu tô 100 nghìn hay là sao nữa. Nhưng mà hôm bữa mẹ mình mua cho ba mình một tô, mang về thì người ta tính đến 135 cành được nha các bạn. Chu cha má ơi, cái gì mà chặt dữ vậy trời. Chỗ này ở quận Tân Bình mà mình quên tên rồi. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Thank you.